Gần đây đã xuất hiện nhiều luồng thông tin đánh giá năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam yếu kém, như những ví dụ chúng ta không sản xuất được ốc vít cho Samsung hay Việt Nam chỉ sản xuất được thùng các tông cho Canon. Tuy nhiên, theo các chuyên gia và lãnh đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI thì nhìn nhận như trên là chưa chính xác. Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, thì không ít doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn đang trỗi dậy, thâm nhập được vào thị trường toàn cầu và có sức cạnh tranh cao. Điển hình như Viettel hay BKV đã thắng thầu ở hàng loạt quốc gia, cả ở phần cứng và phần mềm. Cũng theo các chuyên gia kinh tế, để tạo ra một thế hệ doanh nghiệp tự chủ về công nghệ, cần hạn chế tối đa tình trạng thắng thầu, trở thành nhà cung cấp không phải bằng năng lực quản trị, năng lực công nghệ, mà bằng cách đi đường vòng. Tại Việt Nam,